mình đã quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch ha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở đường Phạm Văn Đồng. Ở đây có một cái xe trái cây tự chọn Ngọc Châu 1 nè mọi người. Mình thì đang định lựa trái cây nhưng mà mình thấy hay nên là review cho các bạn xem luôn. Cái này chắc là cũng không có lạ gì mấy, nhưng mà ở cái xe này có một số cái món trái cây nó khá là đặc biệt á, nên là mình muốn quay giới thiệu với bạn. Cái này là trái nho nè, nó vơi bớt rồi tại vì mình ra cũng khá trễ. Khách đang lấy trái cây nè mọi người, thấy không? Chị cho em xin địa chỉ ở đây được không ạ? 193 Phạm Văn Đồng. 193 Phạm Văn Đồng. Chị tên Châu hả chị? Chị tên Châu à. Chị tên Châu đúng rồi. Tại em có hai quán nữa, bên kia Châu nữa. À nhưng mà chị tên thật là tên Châu luôn. Dạ. Chị Châu cho em hỏi là cái xe trái cây. Chị chú nha, chị chú. À, chị kêu chắc là kêu cái chị chủ ra rồi. Cái này là series nè mọi người. Hình như ở đây tới mười mấy loại rồi. Khách đang lựa nè. Chủ ở đây cũng như quản lý ở đây đó mọi người. Dạ em chào anh. Anh tên gì ạ? Anh tên Huy. Dạ anh ơi, anh cho em hỏi là cái xe Ngọc Châu của mình có chi nhánh không anh? Ở bên kia. À bên kia đường. À. Hiện tại thì cái địa chỉ này là anh cho em xin lại cái địa chỉ. 193 Phạm Đồng. 193 Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp. Phường 1 quận Gò Vấp. Thì anh cho em hỏi là cái xe của mình á, chiều mấy giờ là mình có mặt ở đây rồi? 16:30 nó dọn ra. 6:30 chiều rồi. 6:30 chiều dọn ra. À là 4:30 chiều dọn ra. Rồi tới tầm hết thì mình về hay là mình chăm thêm mình bán tới mấy giờ? 23:30 là anh nghỉ. À là 11:30 nghỉ. Là hai chi nhánh, hai cái xe đều như vậy luôn. Ở bên này một xe và bên kia đường cũng một xe là như vậy luôn. Mình trái cây á là mình để tươi hết ha anh, ngày nào cũng lấy mới hết ha. Bán không hết là anh đổ. Cho dù đêm đó trời mưa bán không hết là anh đổ hết luôn. À uổng vậy? Không có uổng, nhưng mà đã gọt ra rồi anh không để lại, anh đổ hết. Chứ mình không có ướp đá lại để cho ngày hôm sau giống như mấy cái chỗ khác thôi anh hả? Anh bé không hết là anh đổ hết. Dạ. Rồi một mình lấy được bao nhiêu loại như vậy một ngày? Trên 30 loại. Trên 30 loại luôn. À. Nhưng mà tại bây giờ nó hết. Dạ. Mua hết rồi. Bán đắt quá mà. Chị hôm nay là bán mua bán đắt quá anh ha. Thấy vô cũng lên vơi hết rồi. À. Còn có mấy món à. Đúng rồi. Dạ. Thì hôm nay dù mà em không review đầy đủ thì có bởi vì bữa sau anh quay quay lại với cái quán của mình cho mấy bạn thấy đầy đủ hơn và sung túc hơn cái rồi. Cái xe trái cây của cảm mình. Em. Dạ. À. Mình có ai phụ để mà bán không anh? Có hay là hai ba người phụ luôn nha. Dạ hai ba người phụ luôn anh ha. Rồi trái cây này cho em hỏi cái nguồn mình lấy là ở dưới tỉnh hay đâu anh? Nông sản Thủ Đức lên em, có một số thì ở tỉnh gửi lên nhưng mà chủ yếu lấy ở chợ nông sản Thủ Đức. Chợ nông sản Thủ Đức là gần đây đúng không anh ha? À, rồi. Rồi nhà mình gần đây không anh? Gần đây á. Là mình đẩy ra đẩy vô. Để đồ đạc ở đây hết luôn. Dạ. Cái lượng trái cây mà một ngày mình bán là bao nhiêu ký anh ước lượng khoảng được? Nó rơi vô khoảng tạ mấy hai tạ. Tạ mấy hai tạ luôn hả? Là mấy trăm ký luôn. À, đúng rồi. Một tạ là 100 ký. À, mà rồi. Tới hai tạ là 200 ký trái cây một đêm. Khủng khiếp quá. Nè có một chị hỗ trợ để mà làm đá vô trong trái cây cho khách. Mình ăn kèm á là có bỏ cái gì với anh? Bỏ mứt, dừa khô, muối, siro, sữa. Dạ tùy theo sở khẩu vị của mỗi người anh ha. Ở đây cũng có kem, có các loại kem, có lẩu kem, rồi có các loại món ăn vặt, chim cút rồi nữa. À nhưng mà cái món đặc biệt nhất mà chạy khách nhất là cái món trái cây tô tự chọn. Một phần anh cho em xin giá đi nè. À, một phần là 30 đi. Một phần 30. Hồi nãy em nghe chị nói là đi hai người ăn chung là 50.000. À là nó tiết kiệm hơn. Phần lớn em. Có là phần lớn. Là lớn gấp đôi đó phần nhỏ. À, ăn như vậy nó sẽ tiết kiệm hơn anh ha. Dạ. Mình phục vụ mà một ngày 100 tới 200 mấy tạ trái cây. Rồi tối về á mình nghĩ là mình có cần thêm hải sản thêm cái nông sản này thêm không anh? Ví dụ mình thêm số lượng thêm món hay là thêm anh bán tới giờ đó là anh nghỉ thôi. Vậy ha anh ha. Chứ mình không có cầm cự mà kéo thêm hả anh ha. Anh bán gì đó anh nghỉ. Hết anh cũng nghỉ mà không hết. Anh đổ. Anh đổ. À đúng rồi anh đổ. Tới giờ là mình cứ nghỉ thôi. À đúng rồi. Dạ. Rồi, mình đã chọn xong trái cây rồi. Bây giờ mình quay lại để giới thiệu cho các bạn thì mấy bạn tới đây nè sẽ được lấy tô. Cái này là tô phần lớn nè. Là tô này 50.000 có thể ăn được hai người. Còn đây là tô phần nhỏ là 30.000 một phần như vậy. Thì ở đây có để cái khăn nè, mấy bạn có thể lau luôn, còn không thì có thể hỗ trợ nước cho mình rửa lại cái tô cho khỏi bụi. Ở đây là loại trái cây thứ nhất là táo nè. Cái này là dưa gan nè. Chị cái này là dưa lưới hay là dưa lê chị? Dưa lưới. Dưa lưới này cũng khá là mắc. Ở đây là đu đủ chín, là sơ ri. Đây là mận Hà Nội. Bên này thì có lê nè,
nó vơi bớt rồi, nên là mấy bạn thông cảm nha, tại vì bán chiều nay mình ra trễ. Thứ nhất, thứ hai nữa là anh nói là bán hơi đắt khách, tại vì đây là cuối tuần. Cái này là xoài, cái này cũng là lê. Ủa cái này củ sắn đó chị hả? À củ sắn mà em lộn lê. Đây là củ sắn, đây là ổi nè, đây là dưa hấu nè, đây là mận nè. Chị mới vừa cắt dưa hấu để thêm nè. Mấy bạn ăn thì cái nào thì cứ lấy cái đó, mà dưa đủ khẩu phần ăn của mình thôi, đừng có lấy dư quá thì nó sẽ phí, nó không tốt. Đây là thanh long trắng, ở đây là sẽ có thanh long đỏ nè, cái này là nhãn, cái này là táo, và cái kia là hình như cái này là rau câu, đúng rồi. Cái này là dưa gang lúc nãy nè, cái này là phần chôm chôm nhưng mà đã hết rồi nè mọi người. Ở trong này là nho mỹ nè, bên này là dâu tây nè, nó vơi hết rồi. Cái nào mà đắt hàng á hay là người ta hay ăn là người ta sẽ lấy hết trước. Còn đây là dưa dưa gang trái nhỏ hả chị? Cái này dưa gang trái nhỏ hả chị? Cái này dưa lê. À dưa lê luôn. Còn bên kia là dưa lưới, còn bên này là dưa lê, đây là mít, đây là táo. Ở dưới kia thì có khóm là thơm đó. Còn mấy cái này còn lại lúc nãy mình giới thiệu bạn rồi. Tổng thể là như thế này. Khi mà ăn á thì mình sẽ bỏ với lại siro dâu hả chị? Siro dâu và sữa đặc. Còn bên này là muối ớt và dừa sấy. Đây là tổng thể của xe trái cây Tự Chọn Ngọc Châu. Mấy bạn á đi đường Phạm Văn Đồng mà có đi hướng bên kia ngược lại á, nhìn qua cái đoạn bên kia á, để mình zoom qua hình như hơi mờ xíu. Có nghĩa là bên kia đường đối diện là có một cái xe nè mọi người thấy không? Nghe ngón tay mình chỉ nè, đây là cái xe này là cũng là xe trái cây Ngọc Châu luôn, là cùng một chủ luôn. Anh chủ lúc nãy có chia sẻ là cái đó là cùng một chủ với lại Ngọc Châu 1 bên này, thì bên kia là Ngọc Châu 2. Bạn nào mà đi ngược đường bên kia thì có thể ghé vào bên kia để mà ủng hộ ha. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu các bạn, ở bên đây có kem các loại. Kem các loại luôn. Menu ở phía trước được dán như thế này và bật đèn sáng cho mấy bạn chọn. Nhưng mà hơi hình như mình thấy không có chi tiết về giá cho lắm. À đây có 20.000, ở đây có giá đồng giá 20.000 là bên một cái khu này. Đúng rồi. Ở đây có để giá 20k nè, 35k, 30k. Và lẩu kem là 120k cho cái lẩu lớn và 90k cho cái lẩu kem nhỏ. Cái hình nó lẩu kem như thế này nè mấy bạn. Mình cũng chưa bao giờ ăn lẩu kem, mình cũng không rành lắm. Còn cái này là kem xôi trái cây, kem xôi trái dừa. Bên đây là rau câu trái dừa. Bên đây có mấy cái ly xinh xinh mà để làm kem cho mấy bạn nè. Cái xe kem này nó chung chủ với lại Ngọc, cái xe trái cây Tự Chọn Ngọc Châu 1 luôn. Đây là anh chủ ở trong đang làm kem. Kem xôi gì vậy? Kem xôi nhưng mà không biết kem xôi gì, chắc là kem xôi dừa hay là kem xôi gì đó mấy bạn. Là 20.000 một phần. Có sữa đặc, có xôi dừa và có nhãn nữa. Thêm một ít bánh quế. Bây giờ mình sẽ quay không gian tổng thể cho mấy bạn xem. Thì ở cái vỉa hè như thế này thì có kê một cái bàn và những cái ghế màu xanh xanh như thế này nè, cho mấy bạn ngồi. Xe mấy bạn đậu sát cái trong lề như này hoặc là như bên này là nó sẽ tiện. Xe đậu thẳng vào trong lề luôn chứ không phải là đậu dưới lề đường Phạm Văn Đồng, tại vì đường này giống như cái đường lớn á, tới 4 lên 8 lên gì đường, nên là xe chạy đông lắm. Cho nên là chủ quán á, anh cho đậu xe thẳng lên trên vỉa hè như thế này luôn. Và cái bàn ngồi cũng kế bên cái xe của mình. Đây mấy bạn thấy khách đang ngồi ăn nè. Bán là bán từ lúc 4 giờ rưỡi chiều cho tới 11 giờ rưỡi tối. Cái lúc mình lại là bây giờ cũng tầm hơn 10 giờ, gần 11 giờ rồi mấy bạn. Cho nên là vơi khách thứ nhất, thứ hai nữa là vơi luôn cả trái cây. Bán khéo rồi đó. Địa chỉ là 193 Phạm Văn Đồng. Thì bây giờ cái tô này là mình đã gọi. Trong đây nó có mít, có dưa lưới, có dưa hấu, có sơ ri, có thanh long trắng và thanh long nụ đỏ bên này. Nó chìm dưới cục đá rồi này. Còn cái này là trái nho mỹ nè. Bây giờ đến trễ cho nên nho mỹ hết rồi đó mấy bạn. Trái nho mỹ mà hôm nãy con bé nó nhìn nó tưởng trái trăm gói nữa. Còn đây là rau câu. Rồi mời các bạn ăn chung với mình nha. Một phần như vậy có giá 50.000 và có thể ăn được 2.
mọi người nhớ địa chỉ của cái trái cây tự chọn này nha. Thì là số địa chỉ là 193 đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, phường 1, quận Gò Vấp. À, mình nhắc lại địa chỉ cho bạn nào nhớ thì bạn đó sẽ đến đây ủng hộ nếu như mà mấy bạn muốn ăn trái cây tự chọn như thế này. À, cái một cái lưu ý nữa là khi mọi người mà mua trái cây tự chọn rồi á thì chỉ được lấy trái cây một lần thôi. Có nghĩa là cái lúc mà mọi người mua trái cây mà bỏ vô tô á thì lấy trái cây một lần duy nhất rồi mang đi chứ không có được lấy lần hai. Đó là quy định của quán nha. Ví dụ như một phần nhỏ mà 30.000 á thì mấy bạn lấy một lần rồi thôi đó, là nghĩa là lấy vừa đủ bản thân mình ăn. Còn ví dụ mà đi cái phần lớn mà đi hai người thì mấy bạn lấy theo cái phần hai người ăn và chỉ được lấy một lần. Đây là hướng trong của cái quầy nhìn ra nè mọi người, thì nó được gây sự chú ý là một cái trái cây được trưng bày phơi ra luôn cho mọi người thấy, cho nên mọi người đi ngược đường mọi người sẽ thấy cái sự chú ý là đèn rất là sáng và trái cây rất là nhiều trên một cái xe như thế này. Một ngày bán tới 100-200 ký trái cây lận á mọi người, một đêm thôi là từ 4 giờ rưỡi tối cho tới 4 giờ rưỡi chiều tới 11 giờ rưỡi tối á là bán từ 100 tới 200 ký trái cây luôn, là một ngày chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi đó là bán gần 1-2 tạ. Mọi người nhớ địa chỉ nha, mình lặp lại địa chỉ lần nữa là 193 đường Phạm Văn Đồng, quận phường 1, quận Gò Vấp. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Video đến đây là hết. Mọi người nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh ẩm thực và du lịch để còn có thể theo dõi những video tiếp theo ha. Chào tạm biệt mọi người nha.